Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Khi mà các bạn sử dụng một chiếc MacBook thì có lẽ chúng ta đã quá quen với cả các công cụ bảo mật ở trên máy rồi. Chúng ta có mật khẩu này, có Touch ID này và hết. Thế thôi, chỉ có hai công cụ này thôi. Nhưng mà nếu như các bạn có dùng thêm cả iPhone nữa thì chắc là chúng ta cũng không còn xa lạ gì với cả Face ID đã xuất hiện từ năm 2017 trên những chiếc iPhone X. Hoặc là nếu như các bạn có những người đồng nghiệp khác dùng máy Windows thì chúng ta cũng không lạ gì với cả Windows Hello, là một công cụ nhận diện gương mặt để chúng ta có thể mở khóa máy. Thế thì tại sao ở trên một chiếc MacBook đắt tiền như thế này mà chúng ta lại không có Face ID? Vậy thì lý do ở đâu? Đây sẽ là video để mình giải thích nhá. Bắt đầu ngay sau intro này. Đầu tiên, trước khi nói về việc tại sao MacBook chưa có Face ID thì hãy nhìn lại về các công cụ bảo mật đang có ở trên MacBook. Các công cụ này thì có cái nhược điểm gì mà bây giờ chúng ta lại cần đến Face ID nhỉ? Nói về mật khẩu trước nhá. Mật khẩu là một cái mà chúng ta phải gõ phím trực tiếp trên này và bao gồm rất nhiều các ký tự khác nhau. Tất nhiên, đây vẫn là một cái base của tất cả các loại bảo mật luôn. Ví dụ như kể cả bạn dùng Windows hay là dùng iPhone, ví dụ như mà bạn không thể dùng được Face ID, không thể dùng được Touch ID, thì mật khẩu vẫn là một cái base chính để các bạn có thể là mở được máy hoặc là can thiệp vào các cái công cụ sâu ở bên trong máy. Thì mật khẩu vẫn là một cái rất là quan trọng. Nhưng mà đấy là chỉ trong những cái trường hợp mà chúng ta cần phải can thiệp sâu vào bên trong thôi. Còn nếu như là dùng bình thường mà ngày nào chúng ta cũng phải ngồi gõ từng chữ như thế này một để mở cái máy của mình ra rất là lâu. Vậy nên chúng ta có Touch ID. Touch ID thì vâng, rất là tiện. Mình bây giờ dùng Touch ID cũng rất là nhiều và gần như thi thoảng mình còn quên cả mật khẩu của mình luôn. Bởi vì là chỉ cần chạm một cái này là xong. Nhưng mà cũng không phải lúc nào mà mình chạm vào nó cũng ăn đâu nhé. Mình mới gặp gần đây luôn. Họ xem vào tay không được ở cái vị trí bàn mình tiếp khách đó, không được. Nhưng mà mang sang một bàn khác thì nó lại nhận. Mình cũng đang chưa hiểu lý do tại sao mà cái vấn đề này nó lại xảy ra. Tại vì sao? Và nếu như bạn nào biết thì cũng có thể comment lại phía bên dưới nhé. Tức là ở một vị trí này thì nhận Touch ID nhưng vị trí khác thì không. Rất là khó hiểu. Đấy là một điểm. Điểm thứ hai là nếu như bạn là một người mà bị mồ hôi tay thì Touch ID đúng là một cái sự kinh hoàng luôn. Chắc là 10 lần nhập thì 5 lần được, 5 lần mất. Và mật khẩu vẫn là một cái gì đấy mà đi với họ rất là lâu trong việc mà sử dụng máy. Vậy thì Face ID chính là một cái bước tiếp theo để chúng ta có thể là nâng cấp về bảo mật của mình. Face ID thì bạn dùng iPhone bạn cũng biết rồi. Đưa mặt vào cái, máy sẽ mở và chúng ta sẽ dùng được máy luôn. Không cần phải làm gì cả, rất là tiện và rất là dễ dàng. Cùng với đó nữa, các công nghệ Face ID ở trên iPhone đang ngày càng nâng cấp hơn. Từ những cái đời iPhone X, iPhone 11 đầu tiên có Face ID, về sau Face ID càng được nâng cấp hơn nhiều nữa. Khi mà chúng ta có thể đeo kính để dùng Face ID này, thậm chí là đeo cả khẩu trang vẫn dùng được Face ID. Cùng với đó nữa vì cái cách mà Face ID nhận khuôn mặt của chúng ta nó cũng nhanh hơn về sau. Vì vậy nên là mình nghĩ là Apple cũng đã làm chủ được công nghệ Face ID này rất là tốt rồi. Vậy thì tại sao mà lại chưa đưa lên trên MacBook? Thì đây sẽ là lý do đầu tiên. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào cái màn hình này đi. Đây, cực kỳ mỏng ở phần viền. Và đó cũng là lý do đầu tiên, giới hạn về phần cứng. Giới hạn phần cứng là sao? Tức là một cái màn hình nó quá mỏng như thế này mà chúng ta nhét một cả một cụm cảm biến ở bên trong để có thể sử dụng được Face ID một cách tốt nhất. Dùng thêm cả camera True Depth các thứ vào thì có vẻ là khá là khó ở trên một chiếc MacBook như thế này. Tất nhiên thì đối với cả Apple họ đã làm chủ được về công nghệ thì trong tương lai mình nghĩ sớm hay muộn gì cũng sẽ có Face ID mà thôi. Bởi vì là cái công nghệ gương mặt này đã có quá lâu rồi mà không trang bị lên một cái laptop thì khá là dở hơi. Nhưng mà bây giờ thời điểm hiện tại thì chưa có nên mình nghĩ là phải có một lý do gì đấy mà Apple chưa thể tối ưu được về phần cứng dành cho Face ID ở trên MacBook. Vì vậy nên họ mới chưa đưa vào. Chứ còn về việc làm chủ thì đó là quá là dễ rồi. Điểm tiếp theo có lẽ là sẽ về chi phí sản xuất và chi phí bảo hành. Thực ra thì về chi phí sản xuất thì mình nghĩ cũng không hẳn là đúng lắm. Bởi vì là chi phí sản xuất thì chúng ta đã có làm chủ được về công nghệ là thứ nhất. Thứ hai là nếu như Apple có tăng giá lên khi mà trang bị thêm Face ID vào đây thì họ cũng sẽ làm ra một sự kiện kiểu boom, wow, ở trong này có Face ID, các bạn sẽ có thể mở máy một cách dễ dàng, các bạn không cần vân tay, các bạn không cần mật khẩu. Và họ sẽ tăng giá lên. Người dùng vẫn sẽ mua thôi bởi vì cơ bản đây là MacBook. Chỉ đơn giản là MacBook thôi, tăng giá cũng không phải là một vấn đề gì đấy quá là khó. Vậy thì lý do sẽ là ở phần còn lại, đó là về bảo hành. Bởi vì là một cái phần cứng nó quá khó để có thể trang bị như thế này. Nên nếu như Apple trong tương lai có thể trang bị được Face ID vào cái phần notch này của chúng ta thì
có lẽ là về đến lúc bảo hành ấy thì chúng ta cần phải là mở một cái màn hình ra, sau đó chúng ta phải sửa chữ ở trong này. Mà mở màn hình ra không phải một cái gì đấy dễ đâu nhá, mở màn hình ra vẫn có thể có khả năng bị hỏng màn hình luôn. Thì cái này nó là một cái chi phí rất là đắt đỏ, mà màn hình MacBook thay thì bây giờ cực kỳ đắt luôn. Chưa kể đến là việc mà tối ưu được về cái phần mỏng này của màn hình để mà lắp cảm biến vào, thì cái cảm biến này cũng phải có một cái công nghệ gì đó nó phải xịn sò hơn so với cả ở trên iPhone thì mới có thể đưa được vào đây. Thì sửa chữa cái phần Face ID cho MacBook mình nghĩ là cũng sẽ khó hơn rất là nhiều đấy. Điều tiếp theo mà mình có thể nhìn thấy đó là Apple luôn có một cái chiến lược từ đời Tim Cook, đó là họ chỉ thay đổi một chút cho các đời sau. Tất nhiên là không phải là bởi vì là họ lười nghiên cứu hay là gì đâu, mà là bởi vì là nếu bây giờ chúng ta cho quá nhiều công nghệ vào cùng một lúc, quá nhiều sự thay đổi vào cùng một lúc thì về sau còn gì để mà nâng cấp nữa. Và Apple vẫn luôn tuân thủ theo cái nguyên tắc này của họ. Mới đây thì họ mới thay đổi toàn bộ lineup của MacBook. Tức là các bạn có thể nhìn lại về cái chiếc MacBook Pro 13 inch á, cái chiếc MacBook mà có cái Touch ID ở đây này, bây giờ họ mới khai tử và họ setup lại toàn bộ lineup là sẽ có phần notch ở đây, có thiết kế hơi vuông một chút, không còn Touch Bar ở trên này, và có sạc MagSafe Bar ở bên này, kể cả MacBook Air, MacBook Pro nữa nhá. Cái lineup mới nó sẽ như vậy. Đó đã là một cái sự thay đổi rất là nhiều ở trên MacBook rồi. Và mình nghĩ là để mà có cái sự nâng cấp thêm ở trên MacBook nữa thì có lẽ là bây giờ cũng chưa có nhiều đâu. Thiết kế nó vẫn sẽ phải 1-2 năm nữa nâng cấp về chip, không có gì thay đổi. Thì sau đó nếu mà có Face ID vào thì nó mới là một cái sự bùng nổ tiếp theo của Apple để có thể là hút máu hơn cho người dùng. Đó cũng là nguyên nhân và ý kiến của mình về việc mà chưa có Face ID ở trên MacBook. Vậy thì nếu mà chúng ta có Face ID rồi thì sao? Tất nhiên rồi thì là về cái việc chúng ta sử dụng máy nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Chúng ta quét gương mặt có thể mở được máy luôn. Và ngoài ra nếu như bạn là một người có độ bảo mật cao ở trong các file tài liệu của mình và luôn đặt mật khẩu cho những cái phần như là album ảnh ẩn này hay là các file ẩn, thì chúng ta có thể là sử dụng Face ID để có thể mở ra một cách dễ dàng hơn thay vì việc là nhập mật khẩu. Đó cũng là một điểm rất hay của Face ID nữa. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tăng tính bảo mật hơn. Ví dụ như việc mà ngày trước những cái nhược điểm của Touch ID chúng ta dùng ở trên iPhone, ví dụ như là bị mở máy trộm khi mà đang ngủ chẳng hạn, thì bây giờ ở trên MacBook cũng sẽ như thế. Chúng ta có cái độ bảo mật tăng hơn rất là nhiều. Và chính Apple cũng nhấn mạnh rằng bảo mật của Face ID tốt hơn đến gần 20 lần so với cả mật khẩu của Touch ID. Như vậy cũng là một điểm nâng cấp, và như thế sẽ hút được nhiều tiền hơn cho Apple, đúng không? Và đó là ý kiến của mình. Còn ý kiến của mọi người như thế nào về việc Face ID có nên có ở trên MacBook không, và tại sao lại chưa có Face ID ở trên MacBook, thì hãy để lại ý kiến dưới này nhé. Còn nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Shop và TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.